Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Như chúng ta đã biết, vùng biển và ven biển Việt Nam có vị trí rất quan trọng về mặt chiến lược. Chính vì vậy, Việt Nam có lợi thế để trở thành một quốc gia mạnh về biển, là bước đi đầu tiên trong lộ trình trở thành cường quốc biển trong khu vực. Với mục tiêu đó, chúng ta rõ ràng cần một chiến lược thực sự toàn diện, dựa trên ba trụ cột về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và hàng hải. Vấn đề về an ninh quốc phòng rõ ràng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Thế nhưng trước tiên cần xác định được, Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng những lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới? Chúng ta liệu đã đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc hay chưa? Trước khi bàn về danh hiệu cường quốc biển mà chúng ta đang đưa vào lộ trình, thực tế, không thể coi thường sức mạnh hải quân của Việt Nam, vốn được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á với đội 6 tàu ngầm Kilo do Nga cung cấp. Quân chủng hải quân có đầy đủ 5 sao biển là không quân, hải quân, tàu ngầm, thủy quân lục chiến đánh bộ, tên lửa chống hạm, tàu mặt nước. Bên cạnh đó, đội tàu ngầm Kilo chúng ta không thể không nhắc tới đội tàu săn ngầm lớp P được sử dụng từ năm 1978 cho tới nay, nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh khủng khiếp đáng kinh ngạc của nó. Vậy với chiều dài lịch sử của tàu săn ngầm P, chúng ta hãy cùng tên kênh tìm hiểu sâu hơn về lai lịch, sức mạnh và chiến tấn công của P đối với nhiệm vụ giữ gìn biển đảo của Tổ quốc. Để giải đáp thắc mắc tại sao biệt đội săn ngầm này lại là thứ vũ khí đáng sợ của lực lượng hải quân Việt Nam, và cũng để quý khán giả được biết P đã vượt giới hạn về tuổi thọ để tồn tại, cùng với cách để chúng ta biến đội tàu cũ kỹ của mình trở nên mạnh mẽ như thế nào nhé các bạn thân mến. Vào đầu tháng 11 năm 1978, chính phủ Việt Nam và Liên Xô đã ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện. Ngay sau đó một tháng, tháng 12 năm 1978, các loại tàu như săn ngầm, tên lửa, tàu phóng lôi, tàu quét mìn và tàu đổ bộ và nhiều vũ khí đặc chủng khác đã được nước bạn vận chuyển sang, bàn giao trực tiếp cho các đơn vị hải quân Việt Nam. Trong các thiết bị quân sự được vận chuyển tới Việt Nam có hai tàu hộ vệ săn ngầm 159AE được chính lực lượng hải quân Liên Xô tổ chức huấn luyện, bàn giao cho vùng 3 hải quân. Và không lâu sau đó, đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, lữ đoàn 161 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được thành lập, gồm các tàu của Hải đội 173 và hai tàu hộ vệ săn ngầm 159AE mới nhận, mang số hiệu HQ-9 và HQ-11. Liên tiếp trong 2 năm, từ năm 1983 đến năm 1985, phía Liên Xô hoàn thành gói viện trợ cho Việt Nam, thêm 3 tàu hộ vệ săn ngầm 159A và vùng 3 hải quân đưa vào huấn luyện, hoàn tất mới bàn giao cho lữ đoàn 171 quản lý. Sử dụng gồm có tàu HQ-13, HQ-15 bàn giao vào ngày 9 tháng 1 năm 1984, HQ-17 bàn giao vào ngày 9 tháng 1 năm 1985. Cuối năm 1986, phía Trung Quốc tăng cường trinh sát thăm dò ở Trường Sa. Giữa năm 1987, Tư lệnh Hải quân điều chuyển nguyên căn cả hai tàu hộ vệ săn ngầm HQ-9 và HQ-11 của lữ đoàn 161 vùng 3 hải quân từ thành phố Đà Nẵng và lữ đoàn 171 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Trường Sa. Nói thêm về tính năng chiến đấu của tàu hộ vệ săn ngầm P, tàu có cơ cấu cùng 30 chân vịt, 2 trục sử dụng động cơ tua bin khí và 1 trục dùng động cơ diesel để tiết kiệm nhiên liệu khi tuần tra trên biển. Cơ cấu này cho phép tàu đạt tốc độ tối đa là 32 hải lý trên 1 giờ, đồng thời hoạt động trên biển liên tục trong 10 ngày. Về vũ khí mặt nước, tàu có 2 pháo AK-726 2 nòng 76,2mm ở mũi tàu và đuôi tàu. Hệ thống điều khiển hỏa lực phút có tốc độ bắn 45 phát trên 1 phút, tầm bắn tối đa là 18,3 km. Pháo còn có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không với tốc độ 350 đến 650 m/giây, ở độ cao từ 500 đến 6000 m. Về trang bị tác chiến, tàu ngầm P có dàn thả bom chìm BB-1, các dàn phóng rocket chống ngầm RBU-2500 và RBU-6000 với hệ thống điều khiển UGA. Về hệ thống ngư lôi, tàu P2 được trang bị hai dàn phóng PTA-40159, mỗi dàn 5 ống phóng dùng ngư lôi Z40UE-400mm. Tàu P3 lại có một dàn phóng PTA-5357bis với 3 ống phóng ngư lôi Z53m. Trong quá trình hoạt động ở Liên Xô, hai chiếc SKG-96 và SKG-130, tức là HQ-11 và HQ-15, đã bị hư hỏng phần mũ chụp hệ thống định vị thủy âm, nằm ở vị trí dưới thân tàu, mất hệ thống tìm kiếm tàu ngầm, lại không có trang bị thay thế do các nhà máy Liên Xô đã dừng sản xuất phụ tùng cho hai loại này. Hai con tàu đã phải gỡ bỏ vũ khí chống ngầm, bổ trợ thêm các ụ pháo 37mm, nòng kép V-11M và pháo 25mm. Đến giai đoạn từ 1990 đến 1995, con tàu này hoàn toàn mất khả năng săn ngầm chủ yếu của mình, phải gỡ bỏ các dàn phóng bom chìm hay ngư lôi để hoán cải thành tàu pháo phòng không. Như vậy, Hải quân Việt Nam thực tế chỉ còn 3/5 chiếc có khả năng chống ngầm. Trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng Hải quân Việt Nam, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng
đó là phải phục hồi và tăng cường sức chiến đấu cho các tàu hộ vệ bay. Và thật đáng ngạc nhiên là thay vì đặt hàng đối tác nước ngoài giúp sức, Việt Nam đang tự lực hoàn toàn việc nâng cấp, hiện đại hóa các tàu săn ngầm này, phục hồi được khoảng 80% năng lực chống ngầm của tàu P. Chi tiết hạng mục nâng cấp thực tế không được công bố rõ. Tuy nhiên, một số hình ảnh trong phóng sự việc lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân được kênh Quốc phòng Việt Nam thực hiện đã cho thấy được sự thay đổi rõ nét về mặt trang bị trên các tàu săn ngầm P. Cụ thể, sự xuất hiện của những màn hình hiển thị radar hiện đại trên tàu hộ vệ săn ngầm 159P rõ ràng kiểu màn hình màu hiện đại, sóng radar trực quan, sinh động hơn hẳn so với công nghệ hiện đại, hiển thị sóng radar thế hệ cũ. Điều đó chứng tỏ rằng các tàu săn ngầm 159AE đã nhận một loại radar mới và được quân chủng hải quân tự tích hợp. Đồng thời, một số tính năng chiến đấu cũng được cập nhật, hiện đại hóa như thiết bị thu sóng thủy âm, cải tiến radar, đặc biệt do pháo phòng không không có đủ sức mạnh để bảo vệ tàu trước các mối đe dọa từ trên không, nên HQ-11 đã được nâng cấp, mang được cả tên lửa phòng không, nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Hệ thống tên lửa này cơ bản gồm một giá phóng lắp các ống phóng tên lửa phòng không vác vai, sử dụng đầu gió hồng ngoại riêng biệt, thế nên chúng không phụ thuộc vào radar của tàu chiến, mà độc lập tác chiến, tự động phát hiện mục tiêu và tiêu diệt. Loại tên lửa vác vai có thể được lắp trên giá phòng gồm 9.032 giờ trên La-2 hoặc IGLA. Hiện tại, Việt Nam đã có thể tự sản xuất cả hai loại tên lửa phòng không vác vai này. IGLA hay còn có tên gọi là 9K38 IGLA là tổ hợp tên lửa vác vai phòng không tầm thấp, được NATO định danh là SA-18C, được phát triển từ đầu những năm 1980 bởi Cục Thiết kế KBM Liên Xô, chính thức được trang bị trong lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1983. Và tính đến thời điểm hiện tại, nó đã được xuất khẩu tới khoảng 20-30 quốc gia trên thế giới, đạt được hiệu quả cao trong nhiều cuộc xung đột vũ trang. Khi chiến đấu, tổ hợp tên lửa IGLA có trọng lượng khoảng 17,9 kg, trong đó phần đạn tên lửa nặng 10,8 kg, trang bị đầu gió hồng ngoại, nâng cao khả năng đối phó với các biện pháp gây nhiễu của máy bay chiến đấu kẻ thù. Đặc biệt nhấn mạnh đầu gió cũng là giúp tăng khả năng đánh chặn mục tiêu ở bán cầu trước. Đặt tên lửa tổ hợp IGLA hạ được mục tiêu ở cự ly tối đa 5,2 km, độ cao 3,5-4 km. Bên cạnh đó, thực tế giữa năm 2016, Việt Nam đã hợp tác với Ấn Độ để thay mới hệ thống sonar nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến chống ngầm cho lớp chiến hạm không còn mới này. Trong bối cảnh hải quân ta đang rất thiếu vũ khí chống ngầm, thì việc phục hồi lại hoạt động cho các hệ thống chống ngầm của tàu hộ vệ T là một phương án hợp lý, cả về biên chế chiến đấu và về mặt kinh tế. Đây là một bước tiến quan trọng trong điều kiện vũ khí chống ngầm của ta còn thiếu, và hải quân ta cũng đang rất cần những tàu lớn trên 1.000 tấn. Các bạn khán giả thân mến, khi nghe những thông tin về sự thay đổi này, các bạn có thấy chúng tăng uy lực lên rất nhiều không Chia sẻ quan điểm bằng cách comment ngay dưới video này nhé. Có những ý kiến cho rằng Việt Nam nên cải tiến theo hướng triển khai tên lửa chống hạm trên tàu E. Họ cho rằng nếu được trang bị thêm tên lửa chống hạm Uran-E, các tàu hộ vệ săn ngầm E của Hải quân Việt Nam sẽ lột xác với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, thực tế đây là vấn đề khó có thể thành hiện thực, vì điều đó có nghĩa là phải triển khai lại toàn bộ các hệ thống điều khiển hỏa lực cùng với các bệ phóng tên lửa. Điều này thứ nhất là rất mất thời gian, thứ hai là chi phí tốn kém, và cuối cùng điều này có thể dẫn đến việc phải thay đổi cấu trúc con tàu. Bên cạnh đó, vì pháo AK-726 có kích thước cồng kềnh, tốc độ bắn lại thấp, độ chính xác không cao, nên việc thay thế chúng bằng các hệ thống pháo AK-176 hay pháo phòng không cao tốc AK-630 là một biện pháp khả thi hơn, giúp tăng khả năng tự bảo vệ của tàu trước tên lửa chống tàu của đối phương và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên lại phải xem xét về hiệu quả kinh tế, vậy nên thực tế phải khẳng định rằng gói nâng cấp này không phù hợp với một chiếc chiến hạm đã có đến hơn 50 năm tuổi đời. Đến thời điểm hiện tại, các tàu P vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đội hình tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Với nhiệm vụ tác chiến săn ngầm trong biên đội tàu, cơ cấu về biên đội tàu chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện tại có 4 khinh hạm Gepard 3.9 và 6 tàu ngầm lớp Kilo. Tùy theo từng nhiệm vụ khác nhau mà cơ cấu biên đội tàu sẽ có sự thay đổi nhất định. Chẳng hạn như khi tác chiến diệt hạm, đi cùng với Gepard sẽ là tàu tên lửa cao tốc Project 1241.8 hay 1241G cùng với một vài tàu pháo TT-400 thành phố, hoặc Project 10412V làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng không, chi viện hỏa lực. Còn khi tác chiến chống ngầm thì sát cánh bên cạnh Gepard chắc chắn sẽ là các tàu hộ vệ P với hệ thống vũ khí săn ngầm mạnh mẽ như giàn phóng rocket, bom chìm chống ngầm. Bên cạnh đó, lực lượng tàu ngầm có thể được bố trí tại các vị trí thuận lợi ven bờ hoặc xung quanh các đảo lớn chờ thời cơ. Để có ngư lôi set 53m, khối lượng 1,5 tấn, có thể tấn công mục tiêu tàu ngầm ở độ sâu đến 200m, tầm bắn lên đến 14 km. Khinh hạm Gepard sẽ mang theo các trực thăng K-28, bổ sung thêm sức mạnh trong nhiệm vụ trinh sát và phát hiện tàu ngầm từ xa. Đây chắc chắn là một đội hình tương đối mạnh, đồng đều trong cả ba mặt tác chiến từ đối hải,
đối không và đối ngầm. Đội hình này hợp sức tác chiến với tên lửa bờ biển như máy bay chiến đấu Su-27, Su-22 và Su-30MK2 của không quân, với nhiệm vụ phòng không diệt hạm, máy bay M-28 chống ngầm sẽ rất mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu trong quá trình bảo vệ vùng biển, vùng trời Việt Nam. Trong đội hình đó, tàu hộ vệ săn ngầm E giữ một vị trí quan trọng là vũ khí chủ lực tác chiến chống ngầm cho biên đội tàu. Điều này càng khẳng định việc không tiến hành lắp đặt tên lửa chống hạm lên tàu P là hoàn toàn hợp lý. Việc có thêm một tàu săn ngầm được hoán cải thành tàu tên lửa thực tế là không có nhiều ý nghĩa, vì xét cho cùng đó cũng chỉ là biện pháp tình thế các bạn thân mến. Trong bối cảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay đang có những tàu tên lửa tương đối mạnh, thì việc hiện đại hóa tàu hộ vệ săn ngầm P là một hướng đi vô cùng đúng đắn, giúp Hải quân Nhân dân Việt Nam làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hy vọng rằng, cùng với sự thay đổi tích cực này, Việt Nam sẽ còn tiếp tục đẩy mạnh thêm việc bổ sung lực lượng chống ngầm. Điều này cũng sẽ giúp ngày càng hoàn thiện hơn nữa năng lực hải quân của nhân dân ta. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mưa lũ mùa hè năm nay một lần nữa gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 13 tháng 8 cho biết ít nhất 33 người thiệt mạng và 10 người mất tích trong các đợt lũ vừa qua. Trung Quốc đã ở giữa mùa mưa lũ. Lượng mưa lớn kéo dài suốt 4 ngày qua gây lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng. Cùng với đó là một vụ vỡ đập lớn. Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết ít nhất 33 người chết và 10 người mất tích, hầu hết bị chôn vùi do sạt lở đất hoặc rơi xuống hồ chứa ngập nước. Một số ngôi làng bị ngập hoàn toàn và cư dân bị mắc kẹt trong nhà của họ. 5 hành khách đã chết sau khi một chiếc xe buýt mắc kẹt trong một đường hầm ngập nước ở ga tàu điện ngầm. Tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu khoảng 15 chiếc ô tô bị mắc kẹt trong một đường hầm khác dài 430m. Đường hầm bị ngập vào sáng thứ Bảy. Theo Bộ Nội vụ, 7 thi thể đã được tìm thấy từ đường hầm vào Chủ nhật và các thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm những người khác suốt ngày đêm. Người thân của một nạn nhân mất tích trong đường hầm nói: "Tôi đã mất hết hy vọng nhưng tôi không thể rời đi. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ về nỗi đau mà con trai tôi phải cảm thấy trong làn nước lạnh." Đoạn phim phát trên truyền hình địa phương cho thấy nước lũ từ một con sông gần đó tràn bờ và tràn vào đường hầm. Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa bão từ tháng 6, thường mang theo lượng mưa lớn kéo dài trung bình 30 ngày. Cảnh báo thời tiết đã được nâng lên mức cảnh báo cao nhất vào thứ Năm tuần trước. Một số khu vực có lượng mưa lên tới 500mm trong 3 ngày. Vào thứ Bảy, chính phủ kêu gọi sơ tán các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Văn phòng của Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Thủ tướng đã họp khẩn với các phụ tá để thảo luận các biện pháp đối phó với thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt. Trước đó, ông đã ra lệnh cho Thủ tướng Lý Khắc Cường huy động mọi nguồn lực hiện có để giảm thiểu số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Bước vào mùa mưa bão nên thường xuyên gây ra lũ lụt, nhưng do có sự chuẩn bị đầy đủ về tổng thể nên số người bị ảnh hưởng tương đối ít. Lũ lụt ở Hà Bắc vào tháng 7 năm ngoái đã khiến 15 người thiệt mạng. Mưa được dự báo cho đến thứ Tư, với Cục Khí tượng Trung ương cảnh báo về mối nguy hiểm nghiêm trọng từ các điều kiện địa chất khác. Thưa quý vị, bản tin mạng thời tiết Trung Quốc từ ngày 15 tháng 8 cho biết một đợt mưa lớn mới ở phía Nam bắt đầu ở khu vực Tây Nam và mưa lớn đổ xuống Trùng Khánh và những nơi khác. Dự báo trong ngày 15 tháng 8 và 16 tháng 8, lượng mưa mở rộng về phía Đông, nhiều nơi ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử chìm trong nước mưa, An Huy, Hồ Bắc và các nơi khác có mưa to, mưa sẽ dần yếu dần và kết thúc vào ngày thứ Năm. Hầu hết phía Bắc được chi phối bởi thời tiết nắng nóng, đặc biệt là ở phía Bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hoài, nơi có nhiệt độ cao hơn bình thường trong cùng thời kỳ. Lưu vực sông Dương Tử chìm trong mưa, có mưa lớn ở Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác. Từ đêm ngày 14, mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở Trùng Khánh, trong ảnh là trận lũ quét ở thị trấn Kim Tế, huyện Trung. Bắt đầu từ ngày 14, một đợt mưa mới ở phía Nam khởi hành theo hướng Tây Nam. Theo dõi cho thấy, ngày 14 đã xảy ra mưa lớn ở một số khu vực phía Đông Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Tây Nam Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam và Tây Nam Quảng Đông, đồng thời có mưa to cục bộ với lượng mưa từ 100 đến 174mm. Cường độ mưa lớn nhất trong giờ ở các khu vực nói trên là 65 đến 85mm. Trong ngày 15 và ngày 16, đợt mưa này sẽ nhanh chóng mở rộng về phía Đông, có mưa rõ rệt ở nhiều nơi ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo, từ ngày 17 đến ngày 20, một số khu vực thuộc Trùng Khánh, Quý Châu, Nam Giang Hán, Tây Giang Nam và Bắc Giang Nam sẽ có mưa to hoặc mưa rất to xấp xỉ 150mm.
trong ngày 15 tháng 8, một số khu vực thuộc Đông Nam Trùng Khánh, Nam và Đông Quý Châu, Nam Hồ Bắc, Trung và Bắc Hồ Nam, Tây Bắc Giang Tây, Nam An Huy có mưa to hoặc mưa rất to, trong đó có mưa to cục bộ với lượng mưa từ 100 đến 120 mm ở phía Tây Hồ Nam và Đông Bắc Hồ Nam. Một số khu vực nêu trên có mưa to ngắn ngày, cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất từ 20 đến 40 mm, cục bộ trên 50 mm. Về vấn đề này, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 6 giờ hôm nay. Một khu vực thuộc Tây Nam Trung Quốc cũng vừa phải trải qua đợt nắng nóng như thiêu đốt trong tháng này, giờ đang đối diện với nguy cơ lũ lụt trong những ngày tới. Theo Reuters ngày 14 tháng 8 đưa tin, thành phố Trùng Khánh và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Tứ Xuyên đang đón nhận lượng mưa lớn sau khi trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng. Mưa bắt đầu vào hôm 13 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 8. Chính phủ Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống phòng lũ khẩn cấp ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương ngày 15 tháng 8. Đầu tháng này, tình trạng hạn hán khẩn cấp quốc gia đã được ban bố. Nhiều khu vực ở miền Nam của Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt quá 40 độ C trong vài tuần qua. Đây được xem là giai đoạn nóng nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thu thập thông tin vào năm 1961. Bên cạnh hạn hán, nắng nóng khắc nghiệt dọc theo lưu vực sông Dương Tử cũng đe dọa mùa màng ở nhiều thành phố và địa phương. Trên mạng xã hội, những bức ảnh về sông hồ trơ đáy đã xuất hiện. Trùng Khánh và Tứ Xuyên còn phải đối mặt với cháy rừng. Trước đó, giới chức Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kích mưa, bao gồm gieo mưa nhân tạo bằng máy bay không người lái. Tờ China Daily cho biết, tình trạng nắng nóng và hạn hán ở 22 quận huyện của Trùng Khánh đã giảm nhẹ từ ngày 12 tháng 8. Sau khi Trùng Khánh tiến hành hoạt động gieo mây hàng loạt, cơ quan khí tượng Trùng Khánh hôm 13 tháng 8 thông báo thành phố này đang tìm kiếm thêm cơ hội để kích mưa nhân tạo. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, phần lớn Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ đón nhận mưa lớn trong 5 đến 8 ngày tới, với lượng mưa cao hơn 40 đến 100% so với bình thường. Những khu vực biệt lập sẽ ghi nhận lượng mưa cao gấp đôi. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng học Trung Quốc kêu gọi người dân tại những khu vực mưa lớn cẩn trọng với nguy cơ lũ lụt và sạt lở. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích trong trận lũ quét ở khu vực Tây Bắc. Sau khi trận mưa như trút nước bất ngờ bắt đầu vào ngày 14 tháng 8, gây lở đất và khiến một con sông đổi hướng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, trận lũ quét trên xảy ra tại một khu vực miền núi của huyện Đại Đồng thuộc tỉnh Thanh Hải, gây ảnh hưởng cho hơn 6.200 người từ 6 ngôi làng. Theo CCTV, tính đến trưa ngày 14 tháng 8, 16 người thiệt mạng và 36 người mất tích, công tác cứu hộ đang được tiến hành. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Lượng mưa lớn đột ngột vào đêm ngày 14 tháng 8 đã gây ra tình trạng này. Giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa to dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực phía Bắc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh láng giềng Thiên Tân và Hà Bắc. Trước tình hình này, một trụ sở tiền tuyến được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh bảo đảm an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ lụt. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc trong tháng 6 đã khiến hơn nửa triệu người phải di tản và gây thiệt hại ước tính 250 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, hàng triệu người ở Tây Nam Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng sau khi đợt nắng nóng gay gắt dẫn đến tình trạng suy giảm nguồn cung điện, buộc các nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Nhiều nhà khoa học cho rằng thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới đã trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, có thể sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi nhiệt độ tăng lên. Kính thưa quý vị, báo Tân Kinh đăng tải đoạn video cho thấy mưa đá to bằng quả trứng gà ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc khiến 25 người bị thương, làm hỏng hàng trăm phương tiện xe cộ. Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương tại huyện Thiên Tấn thuộc Châu Tự Trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây tỉnh Thanh Hải. Những hạt mưa to bằng quả trứng gà, có một số hạt to hơn quả trứng vịt. Đoạn video cho thấy những hạt mưa đá to liên tiếp rơi xuống mặt đất trong lúc nhiều người dân có mặt tại sự kiện thi hát dân ca. Do sự kiện được tổ chức ngoài trời nên khi mưa đá trút xuống, người dân không còn cách nào khác là nhanh chóng trốn dưới những tấm bạt và lều. Tuy nhiên, mưa đá kèm theo gió lớn đã khiến phần mái của nhiều căn lều bị thủng lỗ chỗ vì bị hạt mưa đá cỡ lớn rơi trúng. Ngoài ra, hàng loạt xe hơi cũng được nhìn thấy bị vỡ phần kính ở phía trước và sau. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy con cừu nằm chết trên đất. Cư dân địa phương họ Lý kể rằng thời tiết đột ngột thay đổi, những hạt mưa đá rơi dày đặc. Ông định trốn vào trong xe nhưng không kịp thời. Hạt mưa trông giống như một viên gạch, một số lớn hơn trứng vịt.
đầu tôi bị chảy máu khiến cứ thấy choáng váng, ông Lý kể. Đoạn video làm cư dân mạng Trung Quốc xôn xao. Một cư dân mạng địa phương chia sẻ, thật kinh hoàng, một vài người bạn của tôi đã có mặt tại hiện trường thấy kính xe bị vỡ nát, nhiều xe bị phá hủy hoàn toàn, trận mưa đá này to thật. Kính ban công nhà chị tôi bị đập vỡ rất nhiều, hoa màu cũng bị dập nát. Những người già ngoài 80 tuổi nói rằng lâu lắm rồi họ chưa từng thấy trận mưa đá nào lớn như vậy, cư dân mạng khác kể. Các nguồn tin chính thức địa phương cho biết trận mưa đá khiến 25 người bị thương, 739 phương tiện bị hư hỏng và 135 con cừu chết. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC đã thông báo dông bão hoặc có mưa đá ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến và Tứ Xuyên. Ngoài ra, mưa lớn cũng trút xuống nhiều vùng trên cả nước, một số nơi thậm chí ghi nhận lượng mưa lên tới 60mm/giờ. Trong khi đó, NMC ban bố cảnh báo vàng về các mức nhiệt cao trong bối cảnh một đợt nắng gay gắt hoành hành tại nhiều khu vực của nước này. Nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và nhiều địa phương có nhiệt độ trên 35 độ C vào ban ngày, thậm chí một số khu vực tại thành phố Trùng Khánh và tỉnh Chiết Giang hứng chịu nắng nóng trên 40 độ C. Theo chính quyền địa phương, thì nhiều trang trại, một quốc lộ thuộc tỉnh miền Tây An bị hư hại nặng. Trước sự tấn công của mưa đá, gần 2.000 người phải vội vã sơ tán trong đêm. Trận mưa đá gây mất điện, gián đoạn hệ thống viễn thông của khu vực. Tuy chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ, nhưng mưa tàn phá 17 trên 18 thị trấn và làng mạc. Những nơi thuộc tâm điểm, lượng mưa đo được tới 77mm. Ngoài số người mất tích và chết đã thống kê ở trên, còn có 5 người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ nhập viện điều trị. Mới đây, ngày 10 tháng 8, một cơn bão mạnh cũng tàn phá tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến 1,2 triệu người dân ở đây. Chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết, hôm 13 tháng 8, khoảng 21 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích khi mưa lớn kéo dài ở một thị trấn tỉnh Hồ Bắc từ hôm 11 đến ngày 12 tháng 8. Thị trấn Lưu Lâm ở huyện Tùy Tây An thuộc tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến tổng lượng mưa lên đến 503mm từ 21 giờ ngày 1 tháng 8 đến 9 giờ ngày 12 tháng 8, gây ra ngập úng trung bình là 3,5m. Hơn 8.000 người bị ảnh hưởng trong thị trấn và các nỗ lực cứu trợ cũng như cứu hộ đang được tiến hành. Mưa lớn gây lũ lụt cũng khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trước đó, 5 thành phố ở Hồ Bắc đã ban bố cảnh báo đỏ sau khi mưa xối xả làm mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm thành phố Tùy Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng có lượng mưa kỷ lục 400mm hôm 12 tháng 8. Theo hãng thông tấn CNS, có đến 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt mức cảnh báo lũ vào tối ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương. Tờ China Daily dẫn lời văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh cho biết, thời tiết cực đoan ở tỉnh Hồ Bắc đã khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha đất trồng bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 108 triệu nhân dân tệ. Trung Quốc từng chứng kiến lũ lụt trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang dần trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tuần trước và lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước đã gây ra lũ lụt khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo rằng các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau, với các khu vực dọc sông Trường Giang có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, những chiếc xe ô tô hỏng và phủ đầy bùn đất nằm trong một bãi đậu xe ở thành phố Trịnh Châu đã cho thấy rõ sự khủng khiếp của trận lũ lụt tấn công Trung Quốc vào tháng 7 này. Ông Mã Siêu, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm của Hà Nam cho hay, có ít nhất 238.000 phương tiện bị hư hỏng được gửi đến nghĩa địa ô tô ở ngoại ô Trịnh Châu. Chỉ trong 3 ngày, những trận mưa kỷ lục đã trút lượng nước bằng cả một năm xuống Trịnh Châu, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng. Hàng chục người đã chết vì bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm bị ngập nước, hầm đậu xe và đường hầm ở Trịnh Châu. Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích, 4 thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Hà Nam, đang quay lại trạng thái bình thường. Tại Trịnh Châu, thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ này. 330 trên tổng số 339 tuyến xe buýt đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này vẫn bị ngưng. Lực lượng cứu hộ ngày 15 tháng 8 phát hiện thêm một nạn nhân chết đuối bên trong tàu điện ngầm, lên tổng cộng 13 nạn nhân. Hơn 500 người đã được giải cứu. Kể từ ngày 14 tháng 8, theo Global Times, mưa lớn đã tàn phá 1.558 thị trấn trên khắp Hà Nam, làm ảnh hưởng cuộc sống của 12,9 triệu người. Chính quyền tỉnh này cho biết, trong cuộc họp báo chiều ngày 14 tháng 8,
Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ đợt mưa lũ bất thường này đã tăng lên khoảng 11,03 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong ngày 15 tháng 8, mưa lớn được dự báo tiếp tục trút xuống Hà Nam với các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Tín Dương, Chú Mạ Điếm, Chu Khẩu, Thương Khâu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, An Dương và Hạp Bích nhiều khả năng tiếp tục hứng lượng mưa cao nhất. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hộ cũng như nỗ lực tiếp tế nước uống và lương thực. Theo ABC News, trực thăng quân sự đang được sử dụng để mang nước uống, thuốc, thực phẩm cho khoảng 20.000 cư dân ở những khu vực khó tiếp cận. Trong khi đó, phần lớn Thượng Hải rơi vào trạng thái tê liệt vào ngày 14 tháng 8 khi bão số 2 tiếp tục hoành hành thành phố này sau khi đổ bộ thành phố Chusan gần đó vào ngày 14 tháng 8. Hiện chưa có báo cáo thương vong tại Thượng Hải, nhưng bão số 2 đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây, khi khiến đường xá lụt lội, làm gián đoạn một phần hệ thống tàu điện ngầm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cùng Thượng Hải đều ở phía đông Trung Quốc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa to và gió lớn trong vài ngày tới. Hãng tin Tân Hoa Xã hôm 11 tháng 8 dẫn lời chính quyền địa phương cho biết lượng mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã làm chết nhiều người ở thành phố Trịnh Châu, buộc khoảng 100.000 người sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam và cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp và thiên tai lên cấp độ 1. Với dự báo mưa lớn ở tỉnh này sẽ kéo dài đến tối cùng ngày, các nhà chức trách đã đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm của Trịnh Châu và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Các video chưa được kiểm chứng được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều hành khách trong toa tàu điện ngầm ngập nước ở Trịnh Châu đang cố bám vào tay vịn khi mực nước bên trong toa tàu dâng đến ngang vai. Một số người buộc phải đứng trên ghế. Theo các quan chức dự báo thời tiết, lượng mưa khu vực được ghi nhận cao nhất trong 60 năm qua khi thành phố này đã chứng kiến lượng mưa trung bình của một năm chỉ trong vòng 3 ngày. Tỉnh Hà Nam đã hứng chịu những cơn bão kể từ cuối tuần qua trong một mùa mưa diễn biến bất thường, khiến các sông lớn vỡ bờ và ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Đêm ngày 10 tháng 8, chính quyền địa phương thông báo lượng mưa lớn đã gây ra vết nứt dài 20m ở đập Yehetan tại thành phố Lạc Dương và con đập này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Các nhà chức trách cho biết thêm, các thành viên thuộc lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã được cử đến khu vực để chống lũ và cứu hộ. Trong khi đó, riêng cơ quan kiểm soát lũ của Trịnh Châu cho biết việc trữ nước tại hồ chứa Quách Gia Chủy có nguy cơ lớn về vỡ đập và chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, gây hỗn loạn hàng năm và gây lũ lụt trên đường phố, phá hủy nhiều hoa màu và nhà cửa. Những mối đe dọa mưa lũ đã trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua. Một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và đê đã cắt đứt sự kết nối giữa các sông và hồ lân cận. Mưa lớn đang hoành hành ở Trung Quốc, binh lính được điều động bảo vệ đập. Một vụ nổ nhà máy nhôm kinh hoàng lúc rạng sáng do lũ lụt cũng xảy ra. Mưa lớn và nước lũ dâng cao gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8. Mưa lớn cũng gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, Hà Nam, nơi có nhà máy nhôm phát nổ nằm tại thị trấn Cào Thành. Các ga tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam chìm trong nước lũ và nhiều phương tiện giao thông bị nước cuốn trôi trên đường. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một số toa tàu chở khách bị ngập ở đoạn trung tâm thành phố Trịnh Châu. Nước lũ thậm chí dâng lên đến tay cầm của tàu, buộc hành khách phải đứng lên ghế. Trong thông báo cùng ngày, Trung tâm điều hành tàu điện ngầm của thành phố thông báo sẽ đóng cửa tất cả các tuyến do thời tiết xấu và dự báo mưa có thể kéo dài. Theo People Daily của Trung Quốc đưa tin, vào tối ngày 10 tháng 8, ít nhất 12 người đã thiệt mạng do mưa lũ và khoảng 100.000 người ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam phải sơ tán. Cũng tại Trịnh Châu, rạng sáng ngày 10 tháng 8, còn ghi nhận được một vụ nổ lớn tại nhà máy nhôm bị ngập lụt tại Đăng Phong. Vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ sáng tại một công ty hợp kim nhôm ở thị trấn Cào Thành thuộc sở hữu của tập đoàn Đăng Phong Power. Khoảng 4 giờ sáng, sông Dinh gần đó đã bị vỡ bờ gây lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ tràn tới nhà máy, làm sập các bức tường xung quanh, sau đó tràn vào các bể hợp kim chứa dung dịch nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ. Đoạn phim do camera ghi lại cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng quả cầu lửa bao trùm một nhà máy hợp kim nhôm ở miền Trung Trung Quốc. Theo nhà chức trách, không có thương vong hoặc người mất tích nào được báo cáo tính đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 8 giờ địa phương do các công nhân đã được sơ tán từ sáng sớm để tránh nguy cơ ngập lụt, nhà máy hiện đã đóng cửa. Trong 3 ngày liên tiếp, tính đến 11 giờ ngày 10 tháng 8, các khu vực của tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lên tới 51cm, riêng ở Đăng Phong là 29cm.
Theo dữ liệu của Cơ quan Khí tượng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Cơ quan Dự báo Thời tiết thành phố Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo mức cao nhất. Thành phố Lạc Dương ở gần đó cùng 7 triệu cư dân đã phải đối mặt với một mối đe dọa còn nghiêm trọng hơn, đó là đập Dê Tan, ngăn nước sông Hoàng Hà tràn vào thành phố đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA ngày 10 tháng 8 đã thông báo rằng có một vết thủng khoảng 20 mét đã xuất hiện trên thân đập này và toàn bộ kết cấu của đập Dê Tan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc PLA cho biết, quân đội đã được cử đến để chuyển hướng dòng nước lũ ngăn vỡ đập. Trang tin tức Shanghai Daily chia sẻ, 20.000 binh sĩ và cảnh sát có vũ trang đã được triển khai đến đập Dê Tan và một con đập khác ở tỉnh Hà Nam để ngăn lũ lụt gây thiệt hại. Trước đó, hai con đập đã bị vỡ trong ngày 9 tháng 8 ở vùng Nội Mông của Trung Quốc, khiến hơn 20.000 hecta đất chìm trong nước lũ. Hàng chục cây cầu và cống bị cuốn trôi, khoảng 16.000 người dân địa phương đã bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người buộc phải đi sơ tán. Thưa quý vị, trận động đất mạnh khoảng 7,3 độ Richter xảy ra gần biên giới khu vực Tân Cương Trung Quốc và Tajikistan vào khoảng 8 giờ 37 phút sáng. Trong khi đó, theo AP, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển một phần Tajikistan vào sáng sớm gần khu vực Tân Cương phía Tây Trung Quốc. Trận động đất xảy ra cách Muhab, Tajikistan 67 km về phía Tây và sâu 20 km. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, đây là khu vực ít người sinh sống. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Seiya, địa khu Asu của Tân Cương, Trung Quốc vào sáng ngày 10 tháng 8. Cư dân mạng Trung Quốc cho biết cảm nhận được chấn động mạnh ở nhiều nơi tại khu tự trị này. Theo thông tin trên Weibo của mạng động đất Trung Quốc, mạng động đất quốc gia Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 7 giờ 49 phút sáng ngày 10 tháng 8, một trận động đất với cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Seiya, địa khu Asu, Tân Cương. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 50 km. Tâm chấn cách thành phố Asu 215 km và thành phố Ulriki 611 km. Mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc cho biết tâm chấn nằm ở khu vực không có người, nhưng các thành phố và quận huyện xung quanh cảm nhận được các chấn động mạnh, đồng thời nhắc nhở các cư dân mạng gần tâm chấn cần phải chú ý an toàn và cảnh giác với các dư chấn mạnh. Được biết, cư dân trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn rất thưa thớt và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay nhà sập. Thông tin trên Weibo của Cục Cứu hỏa Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, các lực lượng chức năng với hơn 1.500 người và các phương tiện chuyên dụng đã có mặt tại tâm chấn, làm tốt công tác chuẩn bị cứu nạn, cứu hộ. Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía Bắc. Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục chuyển hướng, Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn ngăn chặn và kiểm soát lũ lụt quan trọng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Theo dự đoán, mưa lớn sẽ di chuyển về phía Bắc và sông Hoài cùng những con sông khác ở phía Bắc nhiều khả năng hứng chịu những trận lũ nghiêm trọng ở một số khu vực nhất định, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ye Jianchun cho biết hôm 13 tháng 8. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Trịnh Quốc Quang cho biết cảnh báo lũ đã được ban bố đối với 200 con sông khắp nước kể từ tháng 7. Trong đó có hơn 50 sông có mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo ông Trịnh, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 113 người, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 29 triệu cư dân tại 27 tỉnh và gây thiệt hại kinh tế lên đến hơn 49 tỷ nhân dân tệ. Theo báo The Guardian Anh, đợt mưa lũ thất thường này cũng đã đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc vào tình trạng vô gia cư. Nhiều người đang lo sợ họ có thể phải đối mặt với thảm họa lũ lụt từng khiến hơn 3.000 người thiệt mạng vào năm 1998. Giới chức tỉnh Giang Tây, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã ban bố các biện pháp chống lũ thời chiến sau khi nước Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước, dâng lên mức cao kỷ lục 21,53m. Hơn 290.000 người tại tỉnh Giang Tây đã được sơ tán để tránh lũ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 12 tháng 8 hối thúc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hiệu quả và quyết liệt hơn để chống lũ. Động thái này nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lúc này. Hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai đến sông Dương Tử để đắp đê và đào kênh thoát nước. Chính phủ Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi những khu vực dễ bị lũ tấn công. Theo trang Bloomberg, giới chức Trung Quốc đang chịu sức ép để đảm bảo lũ lụt không hủy hoại tiến trình phục hồi kinh tế của đất nước. Ưu tiên của Trung Quốc lúc này là theo dõi sát sao những con đập ở hạ nguồn sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ cũng như những khu vực nguy hiểm. Theo hãng tin AP, khu vực sông Dương Tử tính đến thời điểm hiện tại đã hứng chịu lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961.
thời tiết cực đoan được cho là nguyên nhân dẫn đến đợt mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc kể từ đầu tháng 7, gây thiệt hại kinh tế hơn 9,76 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 12 tháng 8 nâng mức phản ứng khẩn cấp chống lũ lên cấp 2, mức cao thứ hai giữa lúc mưa lớn tiếp tục trút xuống những khu vực dọc sông Dương Tử. Trong số này, hai tỉnh Giang Tây và Giang Tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Kể từ ngày 4 tháng 8, cảnh báo lũ đã được đưa ra đối với 212 con sông khắp nước, trong đó có 19 con sông mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo MWR, mực nước của Hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, đã vượt mức cảnh báo trong 15 ngày liên tiếp. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin mưa lũ ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã khiến mực nước Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc dâng lên mức cao kỷ lục 21,53 m vào lúc 12 giờ theo giờ địa phương ngày 12 tháng 8, cao hơn nhiều so với mức cảnh báo 19,5 m. Cùng ngày, theo Tân Hoa Xã, mực nước tại 30 trạm thủy văn trên khắp tỉnh Giang Tây đã vượt mức cảnh báo. Đáng chú ý, chính quyền tỉnh Giang Tây hôm 11 tháng 8 đã nâng mức phản ứng khẩn cấp chống lũ lên cấp 1, mức cao nhất. Hàng ngàn binh sĩ đã được huy động để gia cố gần 9 km bờ của Hồ Bà Dương trong nỗ lực ngăn vỡ hồ. Giới chức huyện Giang Châu, một hòn đảo nằm giữa sông Dương Tử cuối Hồ Bà Dương, cũng đã thông qua mạng xã hội kêu gọi mọi công dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 quay lại hỗ trợ chống lụt với lý do thiếu nhân lực trầm trọng để củng cố các con đập. Ông Từ Vệ Minh, lãnh đạo cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết, trang thiết bị cùng các biện pháp chống lũ dành cho khu vực Hồ Bà Dương đã được cải thiện đáng kể so với thời điểm năm 1998, khi trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra dọc sông Dương Tử khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Chúng tôi sẽ đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu và nỗ lực hết sức trong cuộc chiến chống đợt lũ lụt lịch sử này, ông Xu nói. Theo Tân Hoa Xã, hơn 41.300 người với sự hỗ trợ của 1.120 bộ thiết bị cơ khí đã được huy động chống lũ tại tỉnh này hôm 11 tháng 8. Trung Quốc khẳng định thời tiết cực đoan là nguyên nhân dẫn đến các đợt mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, khiến kinh tế tổn thất khoảng 9,76 tỷ đô la Mỹ. Tính đến ngày 12 tháng 8, mưa lũ đã khiến 113 người thiệt mạng hoặc mất tích, buộc gần 1,75 triệu người sơ tán và đẩy gần 1 triệu người vào cảnh cần được hỗ trợ khẩn cấp. Ngoài ra, thiên tai còn tàn phá tổng cộng 19.000 căn nhà và ảnh hưởng đến đời sống của 29 triệu người dân tại 27 tỉnh. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hôm 11 tháng 8 cho biết đã phân bổ 219 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu trợ tại những khu vực bị lũ lụt tàn phá. Trong đó có các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh. Khoản tiền này được sử dụng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng địa phương cũng như công trình công cộng. Ngoài ra, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, 190 thuyền, 2.000 lều, 8.000 giường xếp đã được phân bổ đến các địa phương để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ. Mưa lũ kéo dài liên tục những ngày qua khiến đập Tam Hiệp xả lũ đợt đầu tiên trong năm. Tân Hoa Xã đưa tin do lượng mưa lớn và trung và thượng lưu sông Dương Tử, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục tăng để giải phóng bớt nước và phòng ngừa nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra. Đập Tam Hiệp đã mở hai cổng xả lũ vào sáng thứ Bảy vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên con đập thủy điện lớn nhất thế giới xả lũ trong năm nay. Đợt mưa lớn từ đầu tháng 6 ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành khắp Trung, Đông, Nam Trung Quốc như Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Giang Tây, Quý Châu, An Huy, đặc biệt thành phố Nghi Xương cách đập Tam Hiệp 40 km trải qua trận lụt lớn trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7. Khu vực sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp cũng đã hứng chịu đợt ngập lụt khủng khiếp nhất trong vòng 20 năm qua. Hôm 13 tháng 8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo mưa bão sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Mưa lớn liên miên khiến một số chuyên gia cảnh báo đập Tam Hiệp sẽ không thể trụ nổi và bị vỡ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Gu Jijin thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, Wu Osun, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175 m và lượng nước đổ về đạt 70.000 m khối trên giây. Theo Tân Hoa Xã, tính đến chiều ngày 14 tháng 8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 40.000 m khối trên giây. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang trưa ngày 12 tháng 8 phát đi cảnh báo khẩn cấp rằng thượng nguồn sông Dương Tử có thể sẽ chứng kiến đợt lũ số 1 trong năm 2023. Chiều ngày 12 tháng 8, CWRC cho biết lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên mức khoảng 50.000 m khối trên giây, tương đương với lưu lượng nước trong đợt lũ lịch sử năm 1998, khiến 2.850 người thiệt mạng.
Do mưa lớn tiếp tục diễn ra những ngày qua, mực nước ở thượng nguồn sông Dân Tử, khu vực sông Ngô, đập Tam Hiệp và hệ thống hồ Động Đình tăng lên đáng kể. Hôm 12 tháng 8, Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc Vương Trương Lập cho biết, 250 con sông trên khắp Trung Quốc chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Một ngày sau đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc tiếp tục gửi đi cảnh báo màu xanh tại 5 khu vực, trong đó có sông Ngô Giang, hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn sông Dương Tử. Trước đó, để giải phóng bớt nước và phòng ngừa nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra, đập Tam Hiệp đã mở hai cổng xả lũ vào sáng ngày 14 tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên con đập thủy điện lớn nhất thế giới xả lũ trong năm nay. Lũ lớn ở thành phố Nghi Xương, hạ lưu đập Tam Hiệp khiến hàng loạt ô tô bị ngập sâu trong nước. Hình ảnh và video được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 13 và 14 tháng 8 cho thấy thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc chịu lũ lụt nghiêm trọng, đường phố ngập trong nước lũ đục ngầu, cùng với đó là những chiếc ô tô bị ngập lên gần nóc. Nghi Xương nằm cách đập Tam Hiệp khoảng 20 km và là thành phố đầu tiên ở hạ lưu đập. Nhiều người dân nghi ngờ lũ lụt là kết quả việc con đập lớn nhất thế giới bí mật xả lũ để giảm áp lực cho cấu trúc đập và người dân phải gánh chịu hậu quả. Kể từ đầu tháng 7, mưa xối xả trút xuống khu vực giữa và hạ lưu con sông Trường Giang, dẫn đến nước lũ vượt cảnh báo trên 58 con sông ở 12 tỉnh và thành phố, gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8, thượng nguồn sông Trường Giang, vùng hồ chứa Tam Hiệp và nhiều sông khác đều chứng kiến mực nước dâng cao đáng kể. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết trận lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và 11,22 triệu người, trong đó có 78 người đã chết và mất tích, ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Lưu vực sông Trường Giang hiện bước vào mùa lũ chính và đây là giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ. Đây là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc từ khi con đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2003. Lần gần nhất Trung Quốc chứng kiến trận lụt quy mô lớn như vậy vào năm 1998, khi hơn 2.000 người thiệt mạng và 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài việc tạo ra điện, một trong những mục đích chính được nêu ra của đập Tam Hiệp là giúp ngăn chặn chu kỳ ngập lụt dọc sông Trường Giang suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn trong mùa hè này sẽ khiến đập bị quá tải, hồ chứa của đập Tam Hiệp được giữ ở mức thấp, dẫn đến nghi ngờ xả lũ bí mật và gây lũ lụt khủng khiếp ở hạ lưu. Gần đây, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Hàng trăm hồ chứa ở An Huy đã vượt mực nước lũ cho phép, nhiều thành phố bị ngập úng. Một số đường phố ở Đại Châu, Tứ Xuyên bị ngập lụt, nhà cửa và cửa hàng chìm trong nước. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, vùng núi Đai Bê và các khu vực ven sông ở An Huy có mưa lớn và mưa bão cực lớn. Một số khu vực xảy ra ngập úng đô thị và nông thôn, sạt lở núi, 134 hồ chứa vượt quá mực nước lũ cho phép và 542 hồ chứa tràn hồ chứa nước. Các con sông vừa và nhỏ dâng lên đáng kể và tình trạng ngập úng xảy ra ở An Khánh, Đông Lĩnh, Trì Châu và những nơi khác. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy khu đô thị An Khánh bị ngập nước, các phương tiện và người dân bị mắc kẹt, lũ quét bùng phát ở thành phố Thiên Sơn, An Khánh, nền đường bị phá hủy. Theo các báo cáo, diện tích đất canh tác rộng lớn ở nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Ông Khui, một người dân ở An Khánh cho biết đường xá ở An Khánh bị ngập, nước trên núi cũng dâng cao, các hồ chứa cũng đang xả nước, nước tương đối lớn, một số diện tích đất canh tác cũng bị ngập trong năm nay. Một là nắng nóng, hai là thiên tai nghiêm trọng hơn. Và tác động của việc trồng lúa mì là tương đối lớn. Anh Vương, người dân An Khánh cho biết mưa to quá nên nước không thoát được. Nước ngập quá sâu khiến cộng đồng ở đây bị ngập. Bây giờ chưa phải mùa mưa, cứ đến mùa mưa là có mưa nhiều. Năm nào cũng vậy vì ở gần khu vực ven sông nên quen rồi. Trên Internet đưa tin rằng hơn 100 hectare lúa mì do ông Trương trồng ở làng Kim Thần, thành phố Tống Thành đã bị ngâm trong nước và đang phải đối mặt với thất bại. Ông Trương nói, thối hết rồi, bên chúng tôi là một hội chợ nhỏ, chỉ vì trời mưa mà nước trong hội chợ không thoát được. Hơn 100 hectare lúa mì đều chìm trong nước của dòng sông bên ngoài. Nước ngập tương đối cao, vì vậy bạn không thể thu hoạch được. Về cơ bản là bạn không thể thu hoạch được nữa. Ông Chu, một người dân ở An Khánh cho biết, thời tiết bây giờ bất thường, mưa đặc biệt lớn và kéo dài trong vài ngày. An Khánh và Tống Thành nghiêm trọng hơn. Dọc sông có lũ, nước không chảy được ở vùng đồng bằng trống trải. Vào ngày 14 tháng 8, ở Tứ Xuyên có nhiều trận mưa xối xả,
có báo cáo về thiên tai. Video đăng tải trên mạng cho thấy nước sông ở quận Xuân Hân, thành phố Đại Châu dâng cao. Một số tuyến phố bị ngập, nhà dân và cửa hàng ở tầng 1 bị ngâm trong nước, gây thiệt hại nặng nề. Có một đoạn video cho thấy một trận lở đất ở hẻm núi lớn Xuân Hân, Ba Sơn đã lao xuống dưới núi và một số người đã bị lũ cuốn trôi. Mưa bão lớn cũng đang tiếp tục hoành hành ở phía Tây Nam và Đông Bắc Trung Quốc khiến đường phố ngập lụt và xảy ra sạt lở đất. Theo báo cáo phương tiện truyền thông nhà nước, một số người đã thiệt mạng. Vào ngày 14 tháng 8, một trận mưa như thác đổ đã quét qua thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Đường phố ngập trong nước bùn màu vàng. Máy kéo và xe tải bị nhấn chìm, khu vực địa phương đã bị đình chỉ công việc, trường học và các chuyến bay. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng, trong vài tuần qua, lũ quét đã tấn công nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó Trùng Khánh là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào sáng ngày 14, hơn 2.600 cư dân được sơ tán, hơn 40.000 người đã được sơ tán trước đó. Cơn bão lại đang tiếp tục quét qua 28 quận và huyện ở Trùng Khánh kể từ thứ Năm tuần trước, trong đó quận Vạn Châu đưa ra cảnh báo đỏ. Lập kỷ lục địa phương về lượng mưa hàng ngày cao nhất là 227mm cùng với cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất. Ngoài ra, Nội Mông đã đưa ra cảnh báo đỏ vào thứ Năm. Gió và mưa dữ dội sẽ ập đến khu vực phía đông và trung tâm của khu vực cho đến đêm thứ Sáu. Cục khí tượng cho biết, từ ngày 13 đến ngày 14, mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực ở Đông Bắc, Sơn Đông, Nội Mông, Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Giang Tô và các khu vực khác. Tân Đường Nhân tại Bắc Kinh, ngày 15 tháng 8 đưa tin, thiên tai lũ lụt đang hoành hành ở Trung Quốc. Nhiều nơi ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt. Một cây cầu đường sắt ở Trùng Khánh bị sập do lũ lụt, khiến các đoàn tàu ngừng chạy. Lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, cầu đường sắt sập, sông vượt mức nước cảnh báo. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, mưa lớn đổ xuống hầu hết các vùng của Trùng Khánh, nước sông dâng cao, nhiều sông vượt mực nước cảnh báo. Huyện Vạn Châu bị mưa xối xả gây lũ lụt. Vào sáng ngày 14, một số trụ cầu của đường sắt Vạn Lương không chịu được tác động của lũ lụt. Mặt cầu bị sập khiến tàu phải chạy quay đầu và dừng chạy. Người dân địa phương cho biết có sạt lở ở trên cầu. Ngày 13 tháng 8, nhiều nơi ở Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn, gây sạt lở núi, lở đất. Ở Đại Châu, Tứ Xuyên, đường phố ngập trong nước và các cửa hàng ở tầng 1 của nhiều tòa nhà bị ngập. Nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc bao gồm Trùng Khánh, Hồ Nam, Hà Nam và Thiểm Tây đã hứng chịu những trận mưa lớn trong những ngày gần đây, gây ra lở đất và thảm họa khác, dẫn đến các thảm họa như người và phương tiện bị tốc mái, nhà cửa bị cuốn trôi, đất ruộng ngập úng, thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Cục khí tượng dự báo trong 2 tháng tới vẫn có mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt và xuất hiện thời tiết cực đoan hơn so với cùng kỳ các năm trước. Thời gian gần đây, khi miền Bắc Trung Quốc hứng chịu nắng nóng kéo dài nhiều ngày, thì một số tỉnh, thành phố phía Tây và miền Trung Trùng Khánh, Hồ Nam, Thiểm Tây lại hứng chịu mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Theo tin tức trên mạng, sau trận lũ lụt xảy ra ở Tam Môn Hạ, tỉnh Hà Nam cách đây vài ngày, ô tô của một người nào đó đã bị mắc kẹt trong dòng nước lũ chờ cứu hộ. Do nước lên quá nhanh nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. May mắn thay, những người bị mắc kẹt cuối cùng đã được giải cứu. Kể từ ngày 11 tháng 8, nhiều khu vực ở tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Trong số đó, mưa xối xả ở huyện Trấn Bá đã gây ra lũ quét và lở đất, khiến nhiều ngôi nhà bị sập và hơn 5.600 người bị ảnh hưởng. Hơn 80 con đường ở thành phố Hán Trung của tỉnh bị hư hỏng và gián đoạn do ảnh hưởng của lũ lụt. Ngoài ra, Miên Dương, Quảng Nguyên, Lạc Sơn và các khu vực khác ở tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn và lũ lụt với các mức độ khác nhau. Hơn 460.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và hơn 30.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Hiện tại, thảm họa tồi tệ nhất là ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh. Khu vực này hứng chịu mưa xối xả từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, khiến 36 thị trấn và làng mạc với dân số hơn 37.000 người bị ảnh hưởng. Theo các báo cáo chính thức, lũ lụt ở Trùng Khánh đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 6 người khác vẫn chưa rõ tung tích. Hơn 10.000 cư dân phải sơ tán khẩn cấp để tránh nguy hiểm, thiệt hại kinh tế vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Từ đoạn video do truyền thông địa phương đưa ra, có thể thấy một lượng nước đục ngầu đổ về đây, ngập một số khu dân cư, một số ô tô bị lật và một số cây cầu đường sắt bị gãy một phần. Lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh, một số ngôi nhà bên sông thậm chí còn bị lũ cuốn trôi. Người dân địa phương phàn nàn rằng đường xá và đất canh tác bị lũ lụt nhấn chìm và tất cả các cây cầu đều bị ngập. Theo thông tin do Cục Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu, Trùng Khánh, tính đến sáng thứ Tư, lượng mưa lớn đã khiến 36 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương,
bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương bị ngập lụt. Trận lũ này đã khiến hơn 1.949 hectare hoa màu của huyện Vạn Châu bị ảnh hưởng, hơn 1.112 hectare bị hư hại và hơn 568 hectare bị phá hủy, khoảng 50 hộ gia đình và 138 ngôi nhà bị phá hủy, 112 hộ gia đình và 221 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực vượt quá 227,8 triệu nhân dân tệ. Trước đó, khu vực phía Tây Hồ Nam cũng hứng chịu mưa lớn trong ngày 10 tháng 8, khiến khoảng 2.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Đồng thời, nhiều nơi ở Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Vào cuối tuần qua, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận lên tới 41 độ C, lần thứ hai trong năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận khí tượng vào năm 1961. Dự báo thời tiết do Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đưa ra cho thấy trong 2 ngày tới vẫn có mưa lớn ở Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và những nơi khác. Dự báo trong 1 đến 2 tháng tới sẽ có thời tiết cực đoan hơn với mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng cùng các thiên tai khác. Các chuyên gia khí tượng dự báo tháng 7 năm nay nhiệt độ ở hầu hết các vùng của Trung Quốc sẽ cao gần bằng nhiệt độ cùng kỳ các năm bình thường, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Lượng mưa ở một số khu vực cũng có thể cao hơn trong những năm trước. Thưa quý vị, tuần qua, bão bụi tấn công Hami, Tân Cương, ngày biến thành đêm trong vài giây. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 8, Hami, Tân Cương bất ngờ hứng chịu một trận bão cát, bức tường cát do bầu trời đầy cát vàng hình thành tràn vào, liên tục tiến đến gần thành phố và nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ thành phố. Ngày biến thành đêm trong tích tắc, chiều tối cùng ngày, đài khí tượng địa phương đưa ra cảnh báo bão cát màu vàng. Theo NTD Times tại Bắc Kinh, ngày 16 tháng 8 đưa tin, bão Talim sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ Đài Sơn, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào chiều tối ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương và có thể trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Khi đó, các tỉnh, thành phố như Quảng Đông, Tây Quảng Đông, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to, sức gió vùng gần tâm bão đổ bộ đạt cấp 12, cấp 14. Căn cứ dự báo của Đài Khí tượng Trung ương và ngành khí tượng các địa phương, cơn bão số 4 Talim năm nay đã mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới, hình thành bão vào lúc 2 giờ ngày 16 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Với tốc độ khoảng 15 km/h, sức mạnh của nó tăng dần lên. Nó dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển từ Đài Sơn, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 17 và sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm ngày 18. Bị ảnh hưởng bởi Talim, từ ngày 16 đến ngày 19 có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam Vân Nam, Trung và Nam Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Nam Hồ Nam, Giang Tây, Tây và Nam Phúc Kiến, Trung và Nam An Huy, Giang Tô, Tây Chiết Giang và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam và Đông Nam Vân Nam sẽ có mưa bão lớn. Ở khu vực ven biển phía Tây Nam Quảng Đông, khu vực ven biển Nam Quảng Tây, miền Trung và Bắc đảo Hải Nam sẽ có mưa dông đến mưa dông lớn trên mặt biển vịnh Bắc Bộ. Các sông Tây Giang, Bắc Giang, Đông Giang, Hán Giang và ven biển thuộc lưu vực sông Châu Giang, sông Nam Đô, sông Trung Hóa, sông Vạn Tuyền ở Hải Nam và sông Cửu Long ở Phúc Kiến sẽ bị lũ lụt. Một số sông vừa và nhỏ sẽ có mưa lớn, các khu vực có thể xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Nam Quảng Tây và Tây Quảng Tây cũng sẽ có mưa to đến rất to, sức gió sẽ tăng lên cấp 7, cấp 9 và giật cấp 10, cấp 11. Vì vậy, Đài quan sát khí tượng Quảng Tây đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 8. Dự báo khi bão đổ bộ vào vùng biển Quảng Đông, sức gió vùng biển và các đảo gần tâm gió sẽ đạt cấp 10, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Ngoài ra, hầu hết biển Đông, phần phía Tây của kênh Ba Si, bờ biển phía Đông của trung tâm Quảng Đông, Tây Sa, Trung Sa, Đông Sa, Nam Sa và vùng biển gần đảo Hoàng Nham sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và một số vùng biển ở Trung và Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Talim, một số chuyến tàu ở Hải Nam, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác sẽ bị đình chỉ. Theo tin tức do Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đưa ra, bị ảnh hưởng bởi thời tiết bão, Đường sắt Quảng Châu sẽ hủy các chuyến tàu đường sắt đi qua Giang Môn đến Trạm Giang, đảo Hải Nam, ngoại ô Hải Khẩu và Quảng Châu đến Mậu Danh, cả những ngày từ 17 đến trước 13 giờ ngày 18. Hà Xuyên, biển của đường sắt eo biển Quỳnh Châu và các chuyến tàu chở khách ra vào đảo sẽ bị đình chỉ. Theo Cục Quản lý An toàn Hàng hải, Trạm Giang, Quảng Đông bị ảnh hưởng bởi cơn bão, các tàu chở khách RoRo ở eo biển Quỳnh Châu sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6 giờ sáng ngày 16. Cục khí tượng nhắc nhở rằng cơn bão Talim có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực ven biển của Quảng Đông. Tàu thuyền qua lại trên biển và những người đang làm việc trên biển cần kịp thời về cảng để tránh gió. Các thành phố và quận ven biển cần làm tốt công việc gia cố chống gió cho nhà kho xây dựng, công trình nhân tạo,
biển quảng cáo ngoài trời và cây phủ xanh đường. Ngoài ra, cần chú ý đề phòng ngập úng đô thị và nông thôn, lũ cuốn núi, lở bùn, sạt lở đất và các thiên tai khác có thể do mưa lớn gây ra. Thưa quý vị, tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm một thời của đại dịch COVID-19 Trung Quốc, hiện là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ tại nước này. Những cơn mưa lớn kéo dài trong những tuần qua đã làm ngập hàng chục thành phố trên khắp miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là những khu vực dọc theo sông Trường Giang. Theo đài truyền hình CCTV, đã có tổng cộng 121 người chết hoặc mất tích kể từ thứ Sáu tuần trước. Kể từ đầu tháng này, những cơn mưa đi kèm lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 19 triệu người và gây thiệt hại kinh tế 41 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ. Tổng lượng mưa của Trung Quốc trong năm nay đã cao hơn 7% so với mức trung bình hàng năm và nằm ở điểm cao thứ hai sau 6 tháng kể từ năm 2013, theo Tân Hoa Xã. Năm nay, nước ta đã chứng kiến những trận mưa kéo dài và thường xuyên. Ông Vương Trường Lập, một quan chức của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo tuần trước, nhiều sông vừa và nhỏ có lũ lụt nhiều lần và tái diễn, mưa lớn và lũ lụt diễn ra dữ dội hơn so với trước đây. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, hơn 180 con sông trên 19 khu vực cấp tỉnh đã trải qua lũ lụt ở mức báo động và hàng chục con sông đã ghi nhận các trận lũ lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Các nhà chức trách Trung Quốc đã phải phái hơn 9.000 nhân viên cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề kể từ thứ Sáu tuần trước. Chính quyền Bắc Kinh cũng tuyên bố trận lũ đầu tiên trên sông Trường Giang trong năm nay. Sau khi lượng mưa kéo dài trên thượng nguồn, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc báo cáo rằng hơn 50.000 mét khối nước đã chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp mỗi giây. Dự đoán được mưa lớn sẽ còn kéo dài, các nhà chức trách đã ra lệnh mở cửa xả lũ đập Tam Hiệp lần thứ nhất trong năm nay với công suất 35.000 mét khối nước mỗi giây. Vào đầu tuần này, quan chức thành phố Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ sau khi đập Tam Hiệp mở cửa xả nước. Hiện tại, chúng tôi đang trải qua giai đoạn thảm khốc. Người dân tốt nhất là không nên đi ra ngoài, chính quyền Vũ Hán thông báo. Ngoài Hồ Bắc, thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hồ Nam đã nâng mức cảnh báo phòng chống lũ lụt. Cả hai khu vực cũng nằm dọc theo sông Dương Tử, dự kiến lượng mưa sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần tới. Chưa kịp hồi phục sau đợt mưa lũ nghiêm trọng những ngày vừa qua, khu vực miền Nam Trung Quốc lại đang phải đối mặt với nguy cơ trải qua một đợt lũ lụt nặng nề khác khi mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua. Miền Nam Trung Quốc bắt đầu phải hứng chịu một đợt mưa lớn mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Ngày 16 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lại phải tiếp tục phát đi cảnh báo vàng về mưa lũ, mức cảnh báo thứ 3 trong thang cảnh báo mưa lũ 4 cấp của nước này. Trong đợt mưa dự kiến kéo dài đến ngày 18 và 19 tháng 8, tổng lượng mưa ước tính khoảng 150-350mm. Trong đó, phía đông tỉnh Hồ Bắc, một số nơi ở tỉnh Tây Nam, tỉnh An Huy, lượng mưa lên đến 450mm. Theo thống kê mới nhất, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 20 triệu người ở 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở Trung Quốc. Số người chết và mất tích do đợt thiên tai này đã vượt qua con số 120 người, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 42 tỷ nhân dân tệ, gần 6 tỷ đô la Mỹ. Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung cao độ triển khai các chiến dịch tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ khắc phục thiệt hại và đối phó nguy cơ lũ lụt mới. Lượng mưa tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc có nơi lên đến 400-492mm, buộc thành phố này cùng nhiều địa phương khác tại tỉnh này, nơi có đập Tam Hiệp, phải phát đi báo động đỏ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt mưa lần này dự kiến kéo dài trong khoảng từ 4 đến 5 ngày, sẽ ảnh hưởng từ vùng Tây Nam đến Trung Hạ Du sông Trường Giang. Mưa lớn kèm theo gió mạnh sẽ tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc. Thiên tai bão lụt không chỉ gây nhiều thiệt hại tới cho con người, mà cũng khiến nhiều loài động vật khác bị vạ lây. Số liệu từ Trung tâm Phòng chống hạn hán và lũ lụt Trung Quốc tính đến chiều ngày 12 tháng 8 cho biết tình hình mưa kéo dài từ đầu tháng 6 tới nay ở nước này đã khiến 38 triệu người dân sống tại 27 tỉnh thành chịu ảnh hưởng, bao gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Hơn 140 người chết hoặc mất tích, cũng như 2,25 triệu dân phải đi sơ tán. Ước tính thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới 11,7 tỷ đô la Mỹ. Những bức ảnh sau đây cho chúng ta thấy được thiên tai không chỉ gây ra tổn thất kinh tế lẫn tinh thần cho con người, mà ngay cả các loài động vật khác cũng khổ sở vì bão lụt. Chú khỉ ngồi trên thành cầu huyện Nam Bình, Phúc Kiến buồn bã nhìn dòng lũ. Đàn chuột cố chui vào chân một cột đình trốn lụt ở thị trấn Ngô Thành, Giang Tây. Một chú rắn cuộn mình quanh lan can, một công trình bị dòng lũ vây quanh. Hai chú lợn đang tìm nơi trú lũ. Chú lợn được chủ bế qua nơi úng ngập ở thành phố Thành Đô. Một chú chó khổ sở đi qua cùng nơi úng ngập cùng chủ tại thành phố Trường Sa, Hồ Nam.
Thưa quý vị, lưu lượng dòng chảy thực tế vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã cao hơn nhiều so với mức dự đoán 55.000 mét khối mỗi giây trước đó. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc ngày 15 tháng 8 đưa tin do ảnh hưởng bởi mưa lớn vào ngày 14 tháng 8, trận lũ thứ nhất năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang. Lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh, đạt 61.000 mét khối trên giây vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8. Đây là trận lũ lụt lớn nhất xuất hiện ở đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ năm nay tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết khi lũ đến, công trình đập Tam Hiệp đã hoạt động an toàn và suôn sẻ. Ba cửa xả đã được mở để xả lũ vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các hồ sơ giám sát của bộ phận vận hành công trình đập Tam Hiệp cho thấy các thông số chính về sự dịch chuyển, do gì và biến dạng của đập nằm trong phạm vi cho phép và chỉ số an toàn của các hạng mục kiến trúc giữ nước của đập là ổn định. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 m khối trên giây, lưu lượng dòng chảy ra đạt 33.000 m khối trên giây và tỷ lệ chặn lũ vượt quá 45%. Hiện nay, mực nước trong hồ chứa đập đạt 160,17 m, vượt qua giới hạn hơn 15 m. Đồng thời, với việc giữ lũ, đập Tam Hiệp cũng tích cực phát huy hiệu quả sản xuất điện. Tại nhà máy điện Tam Hiệp, 32 tổ hợp tua bin nước khổng lồ với công suất 700.000 kW đang hoạt động, biến dòng lũ cuồn cuộn thành một dòng điện ổn định. Theo báo cáo, từ 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, sản lượng điện của nhà máy điện Tam Hiệp đạt 22,5 triệu kW, tạo ra trung bình 540 triệu kWh một ngày. Theo dự đoán sơ bộ của Trung tâm Điều phối Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, trận lụt sẽ rút dần sau khi đạt đến đỉnh vào ngày 18 tháng 8, nhưng hồ chứa Tam Hiệp có thể vẫn sẽ đón nhận đợt nước mới vào những ngày tới.